Anh thấy sao về quan hệ của Lucy và anh Lý? Trở mặt. Cô nói chạy xuống tập gym với tôi, lại nghĩ về đôi khác. Tôi cứ cảm thấy Lucy rất kỳ lạ. Nói thế nào? Lucy trước đây luôn thờ ơ với Lý Kỳ Hành. Thậm chí lần đầu tôi gặp họ, cô ấy vô duyên vô cớ đánh anh ta một trận. Ánh mắt đó toàn là sát khí. Tôi không rõ sau đó họ tiến triển thế nào, nhưng hình như Lucy dần dần chấp nhận anh ta. Mấy ngày trước luôn để anh ta đưa đón, sau đó còn chủ động nói muốn đưa Lý Kỳ Hành tới đảo Sùng Minh chơi. Hơn nữa hôm nay còn quan tâm anh ta đủ thứ. Nhưng giờ nãy lúc ăn cơm, tôi nghe những lời Lucy nói. Ý cô là những lời Lucy nói về bố Lý Kỳ Hành sao? Anh có cảm thấy sau khi Lý Kỳ Hành nhắc tới bố mình, thái độ của Lucy thay đổi không? Nếu trong đang giai đoạn yêu đương thông thường, bình thường nghe thấy người nhà không nên là phản ứng như vậy. Nhưng những lời Lucy nói giống như là cô ấy rất hiểu bố anh ta. Tôi cảm thấy không tới nổi. Lý Quân ở trong ngành rất có quyền thế, không ít người từng nghe tới. Lucy biết bố anh ta, không có gì là lạ. Anh biết bố anh ta sao? Tôi cũng sáng hôm nay mới biết. Nhóm người của bố Lý Kỳ Hành khoảng 2 năm trước có tới trường tôi giao lưu. Tôi vinh dự được nói với bố anh ta về xu thế phát triển kinh tế trong nước. Năng lực chuyên môn của ông ta rất tốt, một ngôi sao chính hiệu trong ngành. Ngôi sao trong ngành? Trong giới tài chính Bắc Kinh cũng danh tiếng lừng lẫy. Lúc đó đã chỉ điểm cho tôi không ít. Không ngờ ngôi sao trong ngành đó cắn ngược lại cô gái một nhát, khiến cô ấy không chỉ mất việc còn hủy hoại cả danh dự của cô ấy. Ông ta còn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, khiến cô gái không thể tìm được việc ở Bắc Kinh. Chết rồi. Sao vậy? Tôi có một giả thiết không hay cho lắm. Lucy, sao cô không nghe điện thoại của tôi? Cô ổn chứ? Có cần tôi tới chăm sóc cho cô không? Lucy? Lucy, cô có ở trong phòng không? Lucy? Lucy, cô vẫn ổn chứ? Ý của cô là ngôi sao trong ngành làm hại Lucy có khả năng là bố của Lý Kỳ Hành? Đây là lời giải thích duy nhất tôi nghĩ ra được. Lucy muốn làm gì? Thay tên đổi họ tới Thượng Hải, còn tiếp tục làm ngành cũ, còn cùng một công ty với Lý Kỳ Hành, còn cùng tập võ với Lý Kỳ Hành, hai người còn cùng thích đối phương. Nhiều trùng hợp như vậy sao? Giờ còn có chuyện cha nợ con trả không? Tôi không dám nghĩ sâu hơn. Nói đơn giản thì Lucy có thể lợi dụng tình cảm của Lý Kỳ Hành với cô ấy để ly gián quan hệ cha con giữa anh ta và Lý Quân. Cô nghĩ đi. Nếu Lý Quân biết bạn gái của con trai là cô gái mình từng xâm hại,
ông ta sẽ nghĩ thế nào? Nói phức tạp hơn, Lucy câu Lý Kỳ Hành như vậy, rốt cuộc là gì, lý do gì? Nếu cô ấy đợi Lý Kỳ Hành làm ra chuyện vượt mức gì, bản thân nắm được chứng cứ rồi mới tố cáo, thì cũng có thể là cha nợ con trả. Chết rồi, sao vậy? Nè, rốt cuộc là sao? Sáng nay tôi phát hiện trong túi Lucy có một chiếc camera. Vậy tôi phải cản cô ấy lại. Cô ấy đang lấy đời của mình ra cược. Mau lên, đi, bên này. Vậy cô về phòng cô, tôi về phòng tôi. Chuyện gì vậy? Tôi đi đây. David, anh đi đâu vậy? Lucy đâu? Cô ấy về rồi. Về trước rồi. Cô ấy mắng tôi một trận rồi về trước rồi. Anh đã làm gì cô ấy? Lucy à, tôi để nước ở đây cho cô. Nếu cô không khỏe thì gọi cho tôi. Tôi ở đây với cô nhé. Lucy, cô muốn nôn sao? Có cần tôi dìu cô vào nhà vệ sinh không? Lucy, ai cho anh vào? Tôi thấy cửa mở. Tôi sợ cô không được khỏe. Ai cho anh vào? Lucy à, tôi chỉ muốn chăm sóc cho cô. Biến đi. Nè, cô sao vậy? Biến đi. Một mặt tôi mừng vì Lucy kịp thời dừng tay, không lấy cả đời mình ra để đánh cược. Mặt khác, tôi rất đau lòng cho cô ấy gặp phải chuyện bất công đó. Không, không phải bất công, gặp phải chuyện bất hại đó. Nếu là người bình thường sớm đã không còn sức chống trả. Cô ấy lại có đủ dũng khí chống cự tới cùng. Tôi thật sự cảm thấy cô ấy thật không dễ dàng gì. Tôi nói nè Trăng Trăng, cô không cảm thấy người phụ nữ này độc ác sao? Nhưng gặp phải chuyện này phải làm sao đây? Vậy cô ấy cũng không thể hại người vô tội,
Anh cảm thấy Lý Kỳ Hành vô tội sao? Tôi cảm thấy cô vô tội. Cô ấy lợi dụng chuyện tới đảo Sùng Minh, lên kế hoạch che nợ con trả này. Chỉ có ta như hai đứa ngốc bị quay vòng vòng, tưởng cô ấy đưa bạn trai tới đây yêu đương chứ. Nhưng Trăng Trăng à, cô có từng nghĩ nếu chuyện hôm nay thành công, thì liệu người ta có cho rằng ta là đồng phạm với cô ấy hay không? Hơn nữa, có khả năng bị Lý Quân báo thù không? Trăng Trăng, cô thân với cô ấy lắm sao? Cùng lắm chỉ là quan hệ hàng xóm thôi phải không? Cô là người lương thiện, đối với cô ấy chân thành. Còn cô ấy vừa hay lợi dụng điểm này của cô, lại thêm âm mưu cô ấy dựng lên cho Lý Kỳ Hành. Tôi nói nè, người này tuyệt đối là cao thủ thao túng lòng người. Không được, tôi nghĩ tôi cần đi nói rõ ràng với cô ta. Đưa số điện thoại của cô ấy cho tôi đi. Bỏ đi. Dù sao nhà chúng tôi mạo phạm cô ấy trước, lần này coi như tôi trả nợ cô ấy. Tôi nói nè Diệp Trăng Trăng, sao cô không giận chút nào hết vậy? Lần này anh lại rất khác thường, lại nóng nảy như vậy. Tôi luôn như vậy mà. Cảm ơn anh David. Thật ra nếu chị mạo phạm tới anh, cùng lắm anh chỉ lườm cô ấy. Anh không chịu được tôi bị cô ấy lừa. Tự mình đa tình. David thối. Hai chúng ta thối hợp nhau, đều cả người mồ hôi. Tiểu La, lát nữa cô tiện thì tới phòng nhân sự. Về phụ cấp thai sản của cô, tôi sẽ nói Tiểu Trương chỉnh sửa rồi nói chuyện với cô. Cô ấy sẽ nói với cô về tài liệu xin phép, tránh để cô lần đầu đi đường vòng. Được rồi. Tiểu Trương, cô chỉnh sửa tài liệu rồi nói với Tiểu La nhé. Giải thích rõ với cô ấy một chút, dù gì cũng là mang thai đứa đầu. Được rồi. Alo, chị Lâm. Tháng này phòng chị thời gian tăng ca có chút vấn đề. Đối soát không đúng. Hay là lát chị qua xem đi. Tôi không giao tới phòng chị nữa. Được rồi, nhanh lên nhé. Đây là tài liệu giao cho phòng hồ sơ. Cô nói họ ký tên vào đây. Báo cáo thôi việc. Mời vào. Sếp Mã. Cô muốn thôi việc? Dạ đúng. Tôi không ở lại công ty được nữa. Chuyện gì vậy?
Đi thật sao? Cô ấy gặp phải chuyện gì vậy? Lucy, thời gian vừa qua được làm cùng mọi người tôi thấy rất vui. Cảm ơn mọi người. Tôi đi đây. Bạn đang xem phim được chiếu tại iFilm.org. Sao vậy? Cô mau nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì với Lý Kỳ Hành và Lucy vậy? Chuyện này các cô biết hết rồi sao? Mọi người nghe nói gì chưa? Lý Kỳ Hành quấy rối tới nhà người ta rồi. Camera ở cửa nhà Lucy ghi lại hết rồi. Vậy cô nói xem cô ấy có thể làm gì? Một bên là người có ô dù, một bên là nhân viên nhân sự nhỏ bé. Cô ấy chỉ đành ra đi thôi. Ra là vậy, Lucy đáng thương quá. Còn không phải sao? Do Lý Kỳ Hành quấy rối nên Lucy điều tra cả bố anh ta. Bố anh ta? Chuyện gì vậy? Bố anh ta liên quan gì tới chuyện này? Bố cậu ta tên Lý Quân, có rất nhiều hợp tác với công ty chúng ta. Nghe nói chuyên môn đi ăn dụng. Các cô gái xinh đẹp vào công ty họ không ai thoát được. Đàn ông dở đích thực. Tôi không ngờ nhà Lý Kỳ Hành lại toàn đức tính này. Tiểu Trung, Lucy đâu? Lucy, cô ấy thôi việc rồi. Quả nhiên có vấn đề. Đồ khốn. Xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận. Xin vui lòng gọi lại sao? Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đang bận. Xin vui lòng gọi lại sao? Hoàng Á Bằng, Kỳ Hành, hôm nay tôi vội. Hôm nay có chuyện gì vậy? Tại sao đám người ở công ty toàn nhìn tôi như vậy? Còn nữa, sao Lucy lại thôi việc? Tôi không biết. Chúng ta có phải bạn không? Là bạn? Là bạn thì cậu nói thật cho tôi nghe đi. Không phải tôi không dám nói. Tôi sợ tôi nói cậu giận lây sang tôi. Cậu nói đi. Được, chỉ là tôi nghe nói thôi. Lý do thôi việc, Lucy nói với sếp liên quan tới cậu. Còn bị người khác nghe lén được.
Cô ấy nói cậu quấy rối cô ấy. Tôi quấy rối cô ấy sao? Còn nữa, cậu như vậy tôi nói như thế nào được đây? Cậu phải đảm bảo trước là không đánh tôi. Được, cậu nói đi. Còn có chuyện bố của cậu nữa, bố tôi làm sao? Bố tôi liên quan gì tới việc quấy thôi việc? Lucy nói sau khi cậu quấy rối cô ấy đi điều tra thân thế của cậu. Sau đó phát hiện bố cậu chuyên ra tay với nữ nhân viên mới xinh đẹp. Lại còn tới một người chán một người. Bao năm qua nhân viên nữ mới với tay bố cậu, không có một ai làm quá được một năm. Còn nói cha nào còn nấy. Tóm lại, cô ấy nói cô ấy chán ghét cậu cực kỳ, không muốn gì chút tiền lương dây dưa với cậu, khiến bản thân không vui. Cô ấy thà thôi gì còn hơn. Cô ấy nói bậy. Đúng, nhưng vẫn có người tin. Đó là lãnh đạo cấp cao tin vào điều tra của cô ấy. Ai tin tôi cũng không rõ. Tóm lại, những năm qua bố cậu có quyền thế, một thời từng là nhân vật có tính sáng lập trong ngành, nên công ty ông ấy ra tay giúp ông ấy quét sạch khiếu nại của mấy cô gái đó. Mấy năm nay vì việc làm ăn đi xuống nên ông ấy mới không dám hung hăng như trước. Cậu nói xem Lucy này, cậu đối với cô ấy tốt như vậy, cô ấy ra tay ác vậy, vừa ra tay là diệt cả nhà cậu rồi. Kỳ Hành, Kỳ Hành, tôi có thể làm chứng cậu chưa từng làm gì cô ấy. Cô ta bày đặt cái gì? Cậu chỉ cần nói chuyện này ra thì tòa sẽ không phán cậu có tội. Kỳ Hành, thiệt đó, chuyện này không ảnh hưởng tới đàn ông. Thiệt đó, tôi có thể làm chứng cho cậu.